Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 9 giờ tối của ngày thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm 2023. Và trên màn hình của các bác thì đó là một cựu phóng viên thôi, rất là nổi tiếng, thì đó là anh Lê Danh Tạng. Mấy ngày vừa rồi thì tôi nhận được rất là nhiều tin. Trước đó mình đã nhận được một số cái thông tin, cộng với cả là người ta đưa cho mình nhiều cái có thể nói rằng là về phóng viên Lê Danh Tạng và nhiều người khác. Thế thì lúc đó thì tôi có chia sẻ với mọi người rằng là chúng ta chờ đợi thông tin chính thống ra, bởi vì đừng có vội lên như thế, nghe đừng vội thần số lên như thế, bởi vì khéo khi cơ quan điều tra công bố cái việc mà bắt anh Lê Danh Tạng thì đó lại là một cái bất ngờ đấy. Và thật sự chúng ta cũng không phải chờ đợi lâu. Thì ngày hôm nay, cựu phóng viên rất nổi tiếng, có lẽ đợt tới còn nhiều thông tin nữa cơ, chúng ta cứ chờ đợi. Nhưng mà hôm nay thông tin mới ra thì ông Lê Danh Tạo là một trong những cựu phóng viên rất nổi tiếng thì đã bị bắt tạm giam bởi vì một cái lỗi mà thật sự không thể tha thứ được. Không thể tha thứ được, báo cáo như vậy. Mong rằng là các bác hãy tích cực đăng ký kênh, like video, nhấn nút cho thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây là cựu phóng viên Lê Danh Tạo, người Hà Tĩnh. Và thật sự xin thưa các bác rằng là anh đã bị bắt giam. Thế thì cái quan trọng bắt giam của anh ta là cái gì? Thì xin thưa các bác thế này. Chiều hôm nay thì công an Hà Tĩnh thì đã thông báo cái việc mà đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can và về cái tội gọi là lợi dụng ảnh điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Cái điều này rất quan trọng nhé. Tôi nhớ không nhầm ấy, thì cái điều là lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi thì nó giống như điều 366 Bộ luật hình sự. Trong một cái vụ án thì xin thưa các bác rằng là có hai người bị bắt. Thì nó liên quan với cái thép Việt Á thì trong cáo trạng thì đó là hai cái nhân vật cũng bị khởi tố theo cái điều này. Nôm na là lợi dụng cái việc mà có ảnh hưởng đến với một số người có chức vụ quyền hạn và sau đó rằng là ví dụ như là vợ con, ví dụ là người thân vân vân để mà làm. Thì các bị can này là có ông Lê Danh Tạo là người Hà Tĩnh, bà Hồ Thị Hải 41 tuổi thì là vợ của ông Tạo này và em trai của Hải là tức là bà vợ, em vợ 35 tuổi thì cũng bị bắt giam. Và cái việc này nó liên quan đến việc bảo kê. Thế thì tạm thời thông tin như sau. Đó là việc Tạo đã từng là nhà báo và cộng tác viên của một số tờ báo tạp chí. Quá trình hoạt động thì Tạo quen biết nhiều cảnh sát giao thông thanh tra ở các tỉnh thành trên cả nước. Đồng thời thì quen biết với một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài. Và thấy nhiều tài xế mắc lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nên Tạo đã yêu cầu là tài xế là trung chi là 6 cho tới là 8 triệu đồng một tháng một xe mà để làm gì? Để mà nhận được cái sự bảo kê. Thế thì Tạo là ông này, Lê Danh Tạo thì cam kết là chỉ cần là xe của Tạo thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua hoặc là nếu bị dừng kiểm tra thì Tạo sẽ trực tiếp gọi điện để can thiệp. Và đồng thời thì Tạo cùng các nghi phạm thì đã trực tiếp đặt vấn đề với cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông để xin được Tạo điều kiện bỏ qua các lỗi để xử lý nhẹ các lỗi mà tài xế đã đóng tiền luật vi phạm phải. Và trường hợp các cảnh sát giao thông thanh tra đã không đồng ý thì các nghi phạm sẽ đe dọa để viết bài bôi nhọ, tức là cái gọi đe dọa. Và tìm mọi cách để phát hiện các sai phạm trong quá trình công tác để mà đe dọa khống chế. Và để che giấu thì Tạo đã đưa ra một cái gọi rằng là hợp tác xã để đóng tiền và từ đây thì nhận được khoảng độ tầm 1 tỷ đồng trong một tháng. Không ít tiền nha các bác. 1 tỷ đồng trong một tháng trong cái nhóm này. Và xin thưa với các bác rằng là Tạo có một cái logo riêng để mà nhận biết cái xe nào là xe của Tạo và xe nào là xe khác. Vụ án này thì nó gần giống tương tự như cái vụ án logo xe vua lần trước mà các bác có thể thấy. Tức là trong cái vụ án logo xe vua thì người ta cũng đưa ra những cái logo riêng mà thì 68 hoặc là cara nọ cara kia để từ đó nó trở thành một cái dấu hiệu để mà các cảnh sát giao thông là biết rằng là
đây là xe có bảo kê rồi đó, cho nên là không dừng. À, gọi là ngày xưa nó gọi logo xe vua, thì cái bài này là cũ lắm rồi, nhưng mà không hiểu tại sao là anh Tạo anh vẫn dùng cái bài đó, và hiện nay thì anh đã bị bắt ra, đã bị bắt tập ra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can rồi. Mà không chỉ anh mà vợ của anh cùng với cả là em vợ cũng bị dính cái vụ này. Tôi không biết có người nào dính nữa không, nhưng mà tôi chỉ có một cái băn khoăn thế này: Tạo không thể nào mà dùng cái uy tín cá nhân của mình ra để làm được cái việc đó. Chắc chắn Tạo sẽ có nhiều cái mối quan hệ đối với các phóng viên. Viết bài nó không phải đơn giản, không phải đưa lên là được đâu đó, để mà từ đó là thành cái tội cưỡng đoạt tài sản đó. Ở đây thì chưa đến cái tội cưỡng đoạt tài sản mà đang ở gọi rằng là, các bạn nhớ là cái tội là lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn. Tức là ở đây chúng ta đặt câu hỏi rằng là Tạo lợi dụng cái điều gì, ảnh hưởng với ai, ảnh hưởng với các giao thông vận tải chăng, thì bằng cách nào ảnh hưởng, bằng cách đe dọa khống chế hay là có mối quan hệ nào đó. Thế thì đây là cái vấn đề phải làm rõ, bởi vì cái tội này nó phải có chủ thể. Với người có chức vụ quyền hạn là ai, đúng không ạ, là ai, thì đó mới là cái vấn đề. Và người đó thật sự là có vô can hay không đó, vô can hay không. Có nhiều người là vô can thật, là bởi vì rằng là mình có biết gì đâu, ai quản lý được rằng là mấy đứa cháu, đứa chắt của mình vân vân gì đó, mà nó cứ lợi dụng, nó bảo rằng là em là cháu bác này, em là cháu bác kia, để mà cứ đó là đi đi làm liều. Thì nhiều người người ta thấy rằng là sợ, người ta bắt đầu làm theo thôi. Nhưng ở đây á thì có rất nhiều vấn đề. Cái tội của ông Tạo này thì rõ ràng rồi, người dân thì bảo rằng là không phải là cứ là phóng viên, không phải là cứ là cựu phóng viên, không phải là cứ viết bài phòng chống tham nhũng tiêu cực thì là cái người tử tế đâu, và khi núp sau đó thì họ chính là cái người mà giống như kiểu là lợi dụng cái điều đó để mà cuối cùng là kiếm trác. Tóm lại là ma quỷ tố nhau kiểu kiểu như thế. Thế thì ở đây á, chúng ta cần phải nhiều vấn đề làm rõ. Cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn là lợi dụng với ai? Hơn nữa cái nhóm của Tạo này là gồm có bao nhiêu người? Không phải một mình Tạo lên bài viết là được đâu. Người ta bắt luôn thì cũng đùa. Xử lý luôn nhá. Chức vụ rồi nhóm này là như thế nào? Điều tra làm sao? Bởi vì là nếu như một số đi mua chuộc một số cảnh sát giao thông hoặc thanh tra giao thông thì có người đồng ý thì không nói làm gì. Nhưng những người không đồng ý thì như cái thông báo vừa rồi ấy, thì sẽ dùng những cái thủ đoạn để mà uy hiếp. Thế thì dùng những thủ đoạn uy hiếp thì đâu phải một mình Tạo làm được, đúng không, đâu phải dễ đâu. Thủ đoạn ví dụ như là tìm ra cái lỗi sai hoặc viết bài bôi nhọ bôi xấu, đâu phải dễ đâu. Thật sự rằng là có cái điều này, anh mà đã không có làm gì, anh đã không làm gì xấu thì làm sao mà ai làm gì được. Thế thì ở đây á thì tôi mong rằng á, cái vụ án của Lê Danh Tạo này cùng với cả một số người á nên mở rộng điều tra. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm kiếm được rất nhiều những cái nhà báo bẩn ở trong đó. Những nhà báo bẩn là gì? Là những nhà báo mà có thể nói rằng là cái tâm họ không sáng. Đã viết bài phòng chống tham nhũng tiêu cực là cái tâm của mình phải thật sự trong sạch. Đúng như bác Trọng nói, chống tham nhũng tiêu cực thì mình phải trong sạch thì mới chống được. Đấy, không thì thỉnh thoảng là kiểu như là đảo chiều thôi. Thay thế một kẻ tham nhũng này thì bằng một kẻ tham nhũng khác, và kéo hai kẻ tham nhũng nó đấu nhau, nó cứ lấy đó ra. Thế thì ở đây phải thực sự trong sạch thì mới làm việc được. Thì ở đây chúng ta cố gắng là thông qua việc này thì có tìm kiếm được nhiều người ảnh hưởng hay không ở chỗ ông Lê Thành Tạo. Cái thứ hai nữa là lợi dụng chức vụ của ai, bởi vì thông qua quá trình làm việc thì quen với cả là các thanh tra cảnh sát, nhưng mà quen với cả các nhà xe, để từ đó thành cái cầu nối và trục lợi được khoảng 1 tỷ đồng một tháng, thì nó không phải là con số nhỏ. Vậy thì cũng phải làm rõ ra, chứ không nên có cái ngày trước có một cái kẻ tống tiền những cảnh sát giao thông bằng những cái video clip, thế nhưng mà cuối cùng kẻ đó thì bị dính chàm và đi án không nhẹ, hình như là 10 năm thì phải, hình như hơn thế nữa, tôi không nhớ lắm. Thế nhưng mà những cái chứng cứ mà để họ tống được tiền ấy thì lại không được xem xét, cho nên chả ai bị làm sao cả đó. Cho nên những người thực thi pháp luật thì cũng không nên sai, và nếu mà trong quá trình làm phát hiện ra sai thì cũng phải xử lý, là xử lý cả đội, đúng không ạ. Ai vi phạm, cứ vi phạm pháp luật là chúng ta có thể xử lý được, và từ đó có thể lôi được nhiều người khác để mà cho xã hội nó lành mạnh, xã hội nó công bằng và nó thực sự văn minh. Chứ không thì chúng ta thấy rằng là chỉ việc bảo kê cho các xe thôi,
thì có thể gây ảnh hưởng nguy hiểm tới rất nhiều người dân. Về logo, ai mà có logo xe thì không khác gì là những xe có bảo kê là phóng bạt mạng, không cần viết trời đất gì cả. Thì như vậy ảnh hưởng là an ninh trật tự rất là nhiều, và tội của những người này là tội phải đáng là rất nặng. Phóng viên này là phóng viên rất rất nổi tiếng, và cái câu chuyện này nó râm ran khoảng tầm 4 5 ngày nay. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi nha những cái thông tin mới nhất. Tôi tin rằng là còn có nhiều cái điều hay ho trong đó, và hy vọng rằng là công an Hà Tĩnh là tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này và xem rằng là Tạo có đồng phạm khác không, ngoài cái việc mà có vợ và em vợ ra, đúng không? Cảm ơn các bác rất nhiều.